Toronto Catholic District School ở Canada du học Canada trường công giáo Toronto Catholic District School. Đây là trường công trong hệ thống giáo dục trung học công giáo có lịch sử giáo dục chất lượng rất lâu đời tại thành phố Toronto thuộc tỉnh bang Ontario. Toronto là một thành phố an toàn và thân thiện, là trung tâm tài chính có thể nói là lớn nhất khu vực nơi tập trung rất nhiều ngân hàng, công ty môi giới dịch vụ và rất nhiều sàn chứng khoán. Toronto có khí hậu lục địa ẩm với mùa hè ấm và mùa đông không quá lạnh, tranh lệch nhiệt độ ngày đêm không đáng kể. Du học Canada đa trường công giáo Toronto Catholic District School là một nơi hào hảo cho du học sinh trên toàn thế giới đến học thuật cũng như khám phá du lịch và những tiện ích của thành phố hiện đại văn minh hệ thống trường trung học công giáo Toronto Catholic District School đang sở hữu hơn 60.000 học sinh đang theo học tại hơn 100 trường công giáo trong suốt thời gian dài trường được tỉnh bang Ontario công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các trường trong hệ thống có chất lượng đồng đều, cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng nền tảng cho các bạn học sinh phát triển cả về học thuật lẫn tinh thần, thể chất và ý thức xã hội. Các chương trình đa dạng môn học với sự chú trọng về các lĩnh vực nghệ thuật công nghệ và ngôn ngữ trong quá trình học tại đây học sinh sẽ được hòa mình vào các nền văn hóa khác nhau phát triển các kỹ năng ngoại ngữ ngoài ra trường có nhiều câu lạc bộ và các hoạt động thể thao cho học sinh tham gia nhằm tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện hơn năm lý do nên chọn tdcsb khi du học canada là một trong những sở giáo dục lớn nhất tại canada và sở giáo dục công giáo được đầu tư lớn nhất trên thế giới là môi trường công giáo an toàn cởi mở uy tín và bình đẳng khai giảng thêm các khóa học buổi tối và chương trình học hè để tạo điều kiện giúp sinh viên rèn luyện tiếng Anh tổ chức nhiều hoạt động mang tính cộng đồng và bổ ích thành công giúp đỡ 207 em học sinh có cơ hội tìm việc làm với 165 cố vấn và 42 người giám hộ 2012 có sẵn các trường học riêng cho nam và nữ chi phí học tập và sinh hoạt học phí kết 12 đến 13 một năm tùy cấp bậc học homestay kết 950 đến 1.000 một tháng phí xét đơn 200 đô la Canada bảo hiểm 500 đô la Canada lưu ý tất cả văn bản đính kèm trong hồ sơ phải được xác nhận công chứng đầy đủ học sinh có thành tích học tập tốt đạt kết quả cao sẽ được ưu tiên khi xét duyệt